Thưa quý vị và các bạn, các shop đóng cửa, hàng quán chưa tháo rèm, thậm chí tháo chạy khi trả mặt bằng rất hợp đồng, khiến không ít trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh phục hồi chậm, thậm chí có nơi còn phải chuyển sang cho thuê văn phòng thay vì mặt bằng kinh doanh. Nhiều trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực giữ chân các khách hàng thuê mặt bằng, kéo người tiêu dùng đến mua sắm thông qua nhiều chương trình ưu đãi liên tục từ thời điểm thành phố mở cửa cho đến nay tuy nhiên sự phục hồi của các trung tâm chưa đồng đều thậm chí nhiều cửa hàng thời trang dịch vụ bên trong các trung tâm thương mại dù đã tung các chương trình khuyến mãi lớn lượng người mua sắm vào các giờ cao điểm vẫn chưa đạt được như kỳ vọng những khu vực dành cho ẩm thực vẫn mở các quầy bán thức ăn nước uống và khu nhà hàng vẫn còn đóng một trung tâm thương mại ở quận bình thạnh cho biết nhiều thương hiệu kinh doanh lâu năm tại đây đã trả mặt bằng nghỉ kinh doanh trong khi đó khu vực sảnh của trung tâm này một số cửa hàng đến nay vẫn chưa bày bán trở lại còn tại các trung tâm thương mại khác ở khu vực trung tâm thành phố dù lượng khách đã phục hồi số lượng shop đã tái hoạt động lớn song nhiều doanh nghiệp chia sẻ sức phục hồi vẫn còn chậm trong khi đây là thời điểm mua sắm lớn nhất trong năm